Nguyên Khôi xin chào tất cả quý khán thính giả. Thưa quý vị, bây giờ là chương trình đọc báo Vẹt và xin chào anh Hoàng Tuấn. Xin chào Nguyên Khôi và xin kính chào tất cả quý vị. Thưa quý vị, có một người nhắn email cho Hoàng Tuấn và Nguyên Khôi nói là trong chương trình thì nên để cái số đó. Thì lúc chúng tôi biết là bên kỹ thuật người ta có để chương trình số mấy. Rồi chúng tôi đề nghị là sẽ để thường xuyên luôn. Thì để cho quý vị tiện theo dõi. Còn quý vị đề nghị là anh Nguyên Khôi với Hoàng Tuấn là phải nói số mấy. Thì quý vị thì thôi, chúng tôi cũng có nhiều việc thì để bên kỹ thuật giúp dùng quý vị. Không phải cái đó nó tiện hơn là thì nói thì nó chỉ thoáng qua thôi. Nó không, cái cách làm truyền hình người ta không có làm như vậy. Trên cái mỗi chương trình thì đều có cái phần mà trên màn hình đó đều có số cả, thì xin quý vị lý cho. Nhưng mà chúng tôi sẽ nhắc bên kỹ thuật để cho cái số nó xuất hiện nhiều lần hơn và thời gian lâu hơn để quý vị tiện việc theo dõi. Rồi còn nữa, một người là nó là mới định cư ở Hoa Kỳ. Hỏi Hoàng Tuấn, ý kiến riêng Hoàng Tuấn thôi. Là nó là thời Việt Nam Cộng Hòa đó, người Cộng sản cứ bảo rằng là cái thời mà Tổng thống Diệm á, Cộng sản bảo là cái luật 10 năm 9, lê mấy chém này khắp nơi, giết hại biết bao nhiêu chiến sĩ yêu nước. Nếu mà so với nạn nhân của Cộng sản thì số lượng này nhiều hơn. Thì chúng tôi không có chúng tôi không có điều kiện để mà lấy con số chính xác, mà chúng tôi biết là lúc nào người Cộng sản người ta cũng giết nhiều hơn. Bởi vì cái thời luật 10 năm 9 là những người nào mà đi theo Cộng sản đó thì mới bị, đúng không? Theo Cộng sản không bị ra tử hình đâu Hoàng Tuấn. Cái người nào phạm tội và tội đó theo luật pháp phải chịu cái án tử hình. Thì người đó có phải là Cộng sản. Nếu mà người đó không là Cộng sản nhưng mà phạm tội thì cũng vẫn bị tử hình như thường. Nhưng mà cái chuyện lê mấy chém, quý vị cũng biết Cộng sản đã tuyên truyền rồi. Thưa quý vị, nói không thành có thành không. Và quý vị biết họ tuyên truyền đến cái độ mà chính một người mà thôi trí thức trả lời Cộng sản còn trả lời phỏng vấn của Báo Đại Quốc rằng đó là ông Hoàng Phùng Ngọc Tướng trả lời là quân Ngụy nó còn đạp cho cái người phụ nữ mà có thai mà đạp cho cái thai lòi ra ngoài. Thưa quý vị, mà trả lời phỏng vấn của báo chí Đại Quốc mà trả lời phỏng vấn như vậy, chúng tôi thì chắc chắn 100% cái chuyện đó hoàn toàn là không có, mà nói láo mà bịa đặt ra những cái chuyện đó chỉ có người Cộng sản người ta mới làm mà thôi. Thực sự là như vậy, có chuyện mà lê mấy chém không thì ý kiến Hoàng Tuấn như thế này thì cái thời đó nếu so sánh ra thì chúng tôi nghĩ là người Cộng sản giết nhiều hơn, bởi vì á đối với thời của Tổng thống Ngô Đình Diệm là những người phạm pháp, đối với người Cộng sản đó thì dân thường người ta cũng giết, mà nó chứng tỏ là cải cách ruộng đất nè, dân thường cũng bị giết nè, năm Mậu Thân nè, dân thường bị giết nè, và ngay bây giờ sau 43 năm gọi là giải phóng miền Nam thống nhất đất nước thì cũng rất nhiều dân thường chết trong đồn công an, thì đương nhiên là số lượng nó phải nhiều hơn rồi nha. Rồi nếu mà so sánh ông Thiệu với lại ông Nguyễn Phú Trọng thì ai là ok number one? Hoàng Tuấn tin chắc là ông Nguyễn Phú Trọng là ok number one. Sao vậy? Bởi vì ông Thiệu đó khi mà nói tiếng Anh ông còn biết trả lời, ông còn biết là người ta nói cái gì. Còn nếu ông gặp Nguyễn Phú Trọng mà nói tiếng Anh, ông chỉ biết con câu là ok number one. Ông mất biết number one hay không? Thì ông cứ biết câu ok number one thôi. Chứ còn ông Thiệu thì ông biết người ta nói gì ông trả lời nha. Quý vị xem tài liệu biết là ông Thiệu nói tiếng Anh rất là giỏi nha. Rồi hỏi là nếu năm 2020 đó, ví dụ Việt Nam không còn á, thì cái chiêu bài còn đảng còn mình nó có còn tồn tại được không? Chúng tôi nghĩ là đối với đảng Cộng sản thì chắc còn, bởi vì đối với người Cộng sản người ta chỉ còn muốn cái đảng thôi. Chứ còn đất nước còn hay không thì người ta không cần biết. Thì đó là cái ý kiến riêng của Hoàng Tuấn là như vậy. Rồi xin mời anh Khôi. Nhiều khi những tuổi trẻ, chúng tôi có tưởng là những người tuổi trẻ trong xã hội Cộng sản họ lớn lên, họ thành công, họ nối bước cha anh, họ làm nên sự nghiệp vân vân thì mình phải mừng cho họ. Nhưng mà không, cái vụ mà ông Lê Phước Hoài Bão mà bố của ông ngày xưa làm tình nghĩa cũng là tỉnh ủy phải không ạ? Sau đó thì ông cũng làm là một trong những tỉnh ủy trẻ nhất nước đó, Quảng Nam Đà Nẵng quay phải không? Con ông cha là còn cha. Vâng, con ông cha là khá như vậy. Thì thời gian vừa rồi ông bị mất chức, ông bị đại khái là ông bị hạ tầng công tác, bị phạt đó, thì bây giờ ông có cái tin là ông Lê Phước Hoài Bão xuống làm chuyên viên sở kế hoạch. Ông Lê Phước Hoài Bão làm chuyên viên phòng quy hoạch tổng hợp sau khi bị thu hồi quyết định bổ nhiệm giám đốc sở kế hoạch. Chiều 11 tháng 4, một lãnh đạo sở kế hoạch và đầu tư Quảng Nam cho biết ông Lê Phước Hoài Bão đi làm trở lại sau thời gian tạm đình chỉ công tác. Sở phân công ông Bão làm chuyên viên phòng quy hoạch tổng hợp. Còn một ông khác, ông này thì là ở bên Quảng Nam, còn ông này thì bên Đà Nẵng. Xin lỗi, quý vị bắt chước anh Hoàng Tuấn. Là ông Nguyễn Xuân Anh thì đi điều trị bệnh dài ngày sau khi bị cách chức bí thư thành ủy Đà Nẵng. Ông Nguyễn Xuân Anh có đơn xin miễn sinh hoạt đảng để đi chữa bệnh và được chấp thuận. Thưa quý vị, đọc những cái tin này thì mình thấy cái nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam phải nói là
cái này chỉ là cha truyền con nối, đưa nhau kéo nhau vào bè vào đảng để chiếm những cái chức vụ quan trọng, hoặc là những cái chức vụ mà có quyền, hoặc là những chức vụ có tiền. Đến khi bị lật mặt ra thì thưa quý vị, nó phải nói là nó vô cùng tệ hại. Là bây giờ bằng chứng là cái ông mà ngày xưa là đáng nhẽ là làm giám đốc sở, bây giờ làm nhân viên. Cái khả năng của ông chỉ có nhân viên thì tại sao đi làm giám đốc sở? Rồi bây giờ vậy ông kia đi trị bệnh, đi trị bệnh mà còn đang trẻ mà nó bệnh như vậy, làm có sức khỏe đâu mà làm bí thư trẻ được. Trẻ thì vẫn bệnh chứ anh. Sao vậy? Mà tôi lại sợ cái bệnh giống bệnh ông Nguyễn Bá Thành. Bệnh gì? Lo rồi. Là cái bệnh, cái bệnh mà sao mỹ chữa bệnh được không về nữa đâu hả? Bệnh xong rồi mai mốt lại đọc báo lại thấy là sau một thời gian đảng và nhà nước đã quan tâm chăm sóc rồi đó. Anh đừng nói như vậy, ông Nguyễn Bá Thành ngày xưa cũng làm bí thư thành ủy Đà Nẵng phải không ạ? Sau đó ông đi chữa bệnh đấy. Đó thì bây giờ ông này cũng là bí thư thành ủy Đà Nẵng. Giờ tôi cũng lo nhiều khi nó có cái huông anh. Rồi thưa quý vị, hôm nay có những bài báo mà chúng tôi chỉ đọc cái tựa bài báo thôi. Quý vị đã thấy được cả cái nội dung bài báo rồi. Báo VN Express là tổng bí thư nói như thế này, anh nghe nha. Ai nhục chí chống tham nhũng thì dẹp sang để người khác làm. Người đứng đầu đảng cho rằng việc chống thoái hóa biến chất đã thúc đẩy các nhiệm vụ kinh tế xã hội, tức là trong cái buổi chủ trì cuộc họp của ban bí thư thì ông nói như vậy. Và dĩ nhiên là cũng có chỉnh đốn đảng rồi thực hiện nghị quyết vân vân và vân vân, và có một câu là học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, đó là thuộc về nghị quyết và chỉ thị luôn. Thưa quý vị, tôi nghĩ cái câu bọn ai mà nhục chí chống tham nhũng thì dẹp sang để người khác làm, thì tôi nghĩ người xuống trước tiên là ông cái đã. Sao vậy? Thì bao nhiêu năm là ông cứ hô hào chống tham nhũng, rồi ông còn bảo là quay chống tới chống lui thì nó gặp anh em mình. Đó. Thế thì bây giờ mà ông là cái người có quyền lực cao nhất, tổng bí thư đảng mà. Việt Nam là đảng lãnh đạo. Thế thì bây giờ mà bao nhiêu năm tham nhũng không những nó không giảm mà nó còn tăng. Mà từ ấp, từ phường, từ xã lên tới trung ương. Thế thì cái người mà dẹp sang một bên là ông dẹp sang trước chứ ông bảo ai. Dạ vâng. Đấy, đấy. Cái thứ hai nữa là học bây giờ mà vẫn còn nhắc tới nhắc lui học tập theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh thì tôi nghĩ có hai cái cần phải nên học. Là cái gì anh? Là không nhận con rơi và con ngoài giá thú. Nên điều đấy phải nên học. Còn cái chuyện mà... Con mình đẻ ra nhưng mà bắt người khác nuôi. Đấy, đó thì đấy là mình muốn nên học cái đó nha. Rồi bài báo nó dài lắm mà trong đấy thì ông cũng toàn là ông nổ không à. Thì cái câu đầu tiên quý vị thấy là nó buồn cười rồi. Không làm được thì đi xuống để cho người khác làm, thế mà mình vẫn cứ ngồi đó. Chúng tôi cũng có đọc cái bài báo đó và thực sự khi mình đọc mình nghĩ là như vậy, là chắc rằng trong nội bộ các ông ấy đang đấm đá nhau. Có nhiều người, thực sự ra có nhiều người Việt Nam cũng đang kỳ vọng ông ấy, là lý do là tại vì người ta vẫn nghĩ rằng là Đảng Cộng sản Việt Nam đó có thể theo cái sự tin tưởng của người ta có thể giúp cho đất nước vươn lên thành công, nhưng mà chỉ vì là có một cái gọi là đại, có một cái thành phần không lớn không nhỏ, một bộ phận không nhỏ nào đó nó xấu, thì bây giờ diệt cái bộ phận đó thì hy vọng là cái bộ phận mà nhỏ đó, tức là bộ phận kia thì không nhỏ thì bộ phận còn lại nó phải là bộ phận nhỏ thì bảo thì nó sẽ cho đất nước vươn lên. Nhiều người vẫn hy vọng như vậy, hy vọng nơi ông Nguyễn Phú Trọng. Nhưng mà bây giờ thấy ông Nguyễn Phú Trọng nói như vậy, chúng tôi nghĩ rằng là chắc trong nội bộ các anh các chị cũng đang đấm đá nhau hơi nhiều. Thế cái này nói thì cái cách nói của người Việt Nam bây giờ, nhất là người Bắc, là hơi bị dối đấy. Hơi bị dối đấy nhá. Đang đấm đá nhau nhiều. Tại vì thường thường đó, kinh tế chỉ có phát triển khi có nhiều công trình xây dựng thôi. Và những cái tham nhũng mà nó chỉ có cái điều kiện để mà nó rút được tiền người ta là khi mà có những công trình xây dựng hay là bây giờ tự nhiên ông bảo là thôi bây giờ mình dẹp bỏ hết tham nhũng đi, chống tham nhũng, chống tham ô vân vân, thì những công trình nó để làm gì? Bất công tôi đi làm, vợ tôi nói là khó chịu chứ làm mà không có ăn tôi làm gì? Không, thế người ta bảo thì bây giờ là dẹp những công trình. Thế là mình không còn tượng đài à? Thế là đất nước ta không còn tượng đài à? Rồi thưa quý vị, đất nước thì có nhiều việc cần phải làm. Mà mấy ông ủy ban trung kiểm tra trung ương bây giờ có những cái việc nó rất là băn khoăn, rất là trăn trở như thế này là vi phạm đặc biệt nghiêm trọng thì ốm nặng qua đời vẫn bị kỷ luật. Ốm nặng qua đời vẫn bị kỷ luật như thường. Thì có một ông bảo rằng ông luật sư Trần Quốc Thuận thì ông cho rằng nghĩa tử là nghĩa tận, kỷ luật đảng viên đã qua đời để làm cái gì? Thì người ta đưa vấn đề này ra, người ta bàn tới bàn lui. Nhưng mà chúng tôi nghĩ là bây giờ những cái thằng nó đang tại chức tại quyền, nó phạm tội thì xử cho nó ra ngô ra khoai đi, để cho dân được nhờ. Bây giờ là cái nhắm tới cái người mà đã ốm nặng rồi qua đời vẫn kỷ luật. Thì bởi vì khi kỷ luật cái người mà nó qua đời rồi thì chả biết nó đúng hay sai. Nó có chết rồi lấy đầu nó cãi. Với lại thưa quý vị cũng biết là ốm nặng, thế nào là ốm nặng?
nó ốm giả vờ nó ở nhà rồi nó không ra hầu tòa. Không, nó ốm nặng là bởi vì nó ốm nhưng mà nó nặng. Vì bây giờ đứa nào đó nén nó to bù đùng nó béo phì rồi nó ốm nhưng mà nó vẫn nặng. Thì cái việc mà rõ ràng là cán bộ đương chức nè, từ nhỏ tới lớn nó tham nhũng hối lộ thì làm cho nó đàng hoàng. Bây giờ đưa cái vấn đề đó là ốm nặng, qua đời vẫn kỷ luật. Thế nó qua đời thì kỷ luật thì cái đổ hết tội cho cái thằng qua đời. Nó có ngồi vậy nó cãi được đâu. Thực sự là như vậy đó. Cũng như là cái hồi mà mấy ông tướng công an, anh nhớ tướng công an, ông Ngọ đó. Mà sau khi bị nêu tên trên báo một cái là ông qua đời. Rồi ông Nguyễn Bá Thành trước đó thì cũng nhiều cái tin tức loan truyền là ông phải chịu trách nhiệm về những công việc ông làm. Từ thời ông làm bí thư tỉnh ủy Đà Nẵng, bí thư thành ủy Đà Nẵng. Thì sau đó cũng qua đời. Những cái chuyện như vậy, thưa quý vị, là họ dồn hết tất cả những cái mà sai lầm đó, cái lỗi đó cho cái người đã qua đời rồi. Nói nghĩa tử là cái tận, thưa quý vị, nghĩa tử là cái tận là một chuyện, nhưng mà có những cái chuyện mà những người đã qua đời rồi làm những cái tội ác để lại cho nhân loại, thì dù ông Hitler có qua đời 1 triệu năm nữa, lịch sử vẫn nhắc lại cái tội ác mà ông đã gây ra. Nhưng mà nó như thế này, tức là dồn cho cái người mà đã chết. Có cái thằng sống thì không, thì lúc nó nhảy tội thằng chết nó lãnh hết rồi, thằng sống thì đó là cái mánh của người ta mà ai chuyện nó được khổ rồi. Giờ quý vị, anh biết ở Việt Nam mình cái đất đó đâu có rộng anh hả? Không, cả đất nước Việt Nam mình như nó bằng cái tiểu bang Cali, tiểu bang Cali thôi. Giờ mà dân số thì đông, nhưng mà cái thành phố Hà Nội đâu có lớn anh hả? Đúng, không có lớn. Nhưng mà cái ông lãnh đạo tổng cục môi trường, ông không biết điểm nóng ô nhiễm ở Xuân Sơn. Ông Nguyễn Thế Đồng là phó tổng cục trưởng tổng cục môi trường, cũng là cục nữa, khẳng định là ông chưa nhận được thông tin về việc bãi rác Xuân Sơn là điểm nóng của ô nhiễm môi trường ngoại thành. Tức là ông nói là ông chưa nghe báo cáo. Thưa quý vị, ông là lãnh đạo tổng cục môi trường, ông ở Hà Nội. Thì cái chỗ đó có ô nhiễm nha, chỗ rác này phải có ô nhiễm. Ông, mà ông chạy cái ào tới là ông thấy chứ, tại sao mới ngồi đó mới đợi báo cáo? Thưa quý vị, làm việc như thế mà bảo rằng là lo cho dân, sâu sát với dân. Thì bây giờ nó ở chỗ đó có bãi rác nha. Thế thì ta đánh ô tô tới là mình thấy ngay, đúng không? Và ông đó, công việc của ông chỉ có nhiêu đó thôi. Ông lãnh tiền của đảng, lãnh tiền của nhân dân. Cái công việc của ông chỉ có nhiêu đó, bảo vệ môi trường, làm sao cho môi trường không bị ô uế. Rác là cái phải nói là một trong những cái thủ phạm gây ô uế môi trường nặng nhất. Mà ông còn không biết thì không biết đâu. Nhưng mà ví dụ như bảo rằng là Hà Nội bây giờ nó mới mở cái quán oách lắm. Có nhiều em chân dài. Thì cái môi trường đó là môi trường tốt. Thế là ông biết ngay này. Môi trường đó tốt, phải phát huy. Thế là ông không cần phải điều tra, mà không cần phải báo cáo. Thế là ông biết nằm ngay chỗ nào liền. Tôi có bài báo Việt Nam Net là thủ quỹ thụt két tiền tỷ, cho nên giám đốc bệnh viện thất thểu hầu tòa. Nghe như thơ vậy thưa quý vị. Những kế toán rất là lãng mạn. Những kế toán lập phiếu trì vô tội vạ. Giám đốc và trưởng phòng kế toán bệnh viện đa khoa khu vực Tháp 10 nhắm mắt ký bừa để thủ quỹ thụt két hơn 1 tỷ đồng. Bây giờ không có tiền thụt quét tiền, là không có tiền cho quỹ nữa, thì giám đốc bệnh viện thất thểu ra tòa. Cái bài báo là ông nhắm mắt ký bừa, xin lỗi quý vị, không có, trên đời này không có một cái anh nào mà nhắm mắt ký bừa đâu. Dạ. Thế nó đưa cái xin lỗi, đưa tờ giấy nó bảo ông ký cái này, ông nhận tội, ông nhắm mắt ký bừa không? Vừa phải thôi. Cái này là ký bừa để mà tao chi cửa sau. Sếp cứ ký đi, chi 1 tỷ đi, 500 triệu thì em sẽ đút vào cái bao thư em bỏ cho đồng chí. Thằng kia nó bảo là thì ông ấy ký bừa cho nên em chi bừa. Nói chuyện giống như con nít nói chuyện. Chúng tôi xin thưa quý vị, trở lại phần 2 của chương trình. Thì quý vị biết là ở Việt Nam bây giờ có những cái phiên tòa nghe tới cái báo là công khai, đúng không? Đúng rồi. Thì nó mới xảy ra cái chuyện như thế này. Ông chồng á là làm giám đốc của một cái cơ quan lớn của nhà nước, doanh nghiệp nhà nước. Bà vợ là làm bên tòa án. Thế thì bà vợ doanh nghiệp, vợ tòa án rồi đó. Thế mà ở ngoài Bắc á, tại vì toàn là mấy ông lớn là ở ngoài đó không mà. Anh có phải xính chuyện ngoài Bắc nhỉ? Tại vì anh biết là miền Bắc vô giải phóng miền Nam để cho miền Bắc được giàu mà. Thế nên là thế bà vợ bà ghen. Này, tôi được biết tin ông và các con thư ký có quan hệ lén lút với nhau đấy nha. Chuyện này lớn, chuyện lớn ạ. Ai bảo bà như thế? Ai bảo bà tôi với nó có quan hệ lén lút? Tôi với nó ở chung cho một cái văn phòng làm việc. Đấy là quan hệ công khai. Không thể nào bảo là lén lút được. Công khai mà tại sao lại hai người trong phòng cái đóng cửa không ai thấy? Đúng rồi. Mà lại gõ cửa thì là 1 tiếng đồng hồ sau mới mở. Thế là sao bảo là công khai? Tuy đóng cửa 1 tiếng đồng hồ mới mở nhưng nó vẫn là công khai. Sao vậy? Tôi hỏi bà làm cái gì? Thì tôi làm tòa án đâu không biết à? Thế bà khi bà xử án ấy, bà có xử công khai không? Thì công khai. Thế
tòa án xử công khai mà có mở cửa cho ai vào không? Dân vào xem không cho. Thân nhân người bị kết án vào không cho, công an nó đuổi ra, đóng cửa, xử cho đến xong. Thế mà vẫn là công khai. Tòa án đóng cửa vẫn là công khai. Thì văn phòng tôi đóng cửa, tôi với nó quan hệ vẫn là công khai. Công khai, thì đúng rồi, thì là công khai. Thế lý luận không? Thế người cộng sản lý luận rất là bài đâu sao? Bà nó chịu thôi. Chịu thôi. Hả? Tòa án đóng cửa, xử như thế, không cho ai vào, mà cứ bảo là công khai. Thế thì văn phòng tôi cũng đóng cửa, không ai vào, thì tôi vẫn là công khai. Báo VN Express có bài cựu đại biểu Thu Nga quyết chống án đến cùng nếu bị kết tội. Bà Châu Thị Thu Nga xin cơ quan tố tụng cho 90 ngày để giải quyết quyền lợi của hơn 700 người mua nhà, khẳng định là sẽ kháng cáo nếu bị tuyên phạm tội. Thưa quý vị, bà thì coi như là chắc chắn là bị kết tội rồi, trước đã bị kết tội lần này thì có ra tòa gọi là xử lại thì cũng chẳng có cái gì mới cả. Thưa quý vị, bà làm bậy thì bà phải chịu tội thôi, bà lường gạt người khác thì bà phải chịu tội thôi, tội nghiệp là tội nghiệp cho những người tin bà ấy. Và thưa quý vị, sở dĩ họ tin bà là tại vì bà ấy làm đại biểu quốc hội. Mà quý vị cũng biết là trong cái chế độ này, dưới cái chế độ này, trong cái xã hội này, muốn làm đại biểu quốc hội đâu phải là chuyện dễ dàng. Đâu trước nó là phải lo cái triệu đó, bao nhiêu triệu cả tốn bao nhiêu triệu để mà lo lót. Nhưng mà những người ngoài ta đâu có biết là bà lấy cái tiền của người ta để bà lót, để bà được làm đại biểu quốc hội đâu. Người ta chỉ thấy bà ngồi, bà làm đại biểu quốc hội là bà người có nhân thân tốt, có thành tích tốt, người đã đạt được đảng tín nhiệm, được nhân giao phó trọng trách, vân vân và vân vân, thì người ta tin tưởng, người ta đưa tiền cho bà mà thôi. Lỗi là lỗi ở cái chế độ đó, nó tạo những cái hình ảnh không đúng sự thật với những con người không thật, bỏ cho cái guồng máy đó, làm cho người dân người ta bị lường gạt. Thưa quý vị, đọc những cái tin tức như thế này thấy tội nghiệp cho người dân. Nhiều khi có những người người ta dành dụm suốt cả một cuộc đời được một số tiền. Bài này chỉ gặp tôi cãi sao vậy, đưa tiền cho tôi bây giờ đòi cái gì? Tôi làm đại biểu quốc hội đi buôn này phải có vốn chứ này. Tại vì đi làm đại biểu quốc hội cũng là đi buôn mà. Buôn là không có vốn lấy gì buôn. Rồi thưa quý vị, bây giờ trở lại cái chuyện Đà Nẵng, nói về chúng tôi là người Quảng Nam Đà Nẵng, nhiều khi cũng thấy rất là bực bội cái chuyện này. Trước là Nguyễn Bá Thanh, mà hiện tại thủ tướng đương nhiệm là ông Nguyễn Xuân Phúc, người Đà Nẵng, mà cái chuyện này xảy ra ngay Đà Nẵng nha. Một thanh niên 22 tuổi vô quán cái tiệm bánh xèo, chỉ vì cái chuyện xô xát nhỏ, xích mích nhỏ, đánh một người phụ nữ 33 tuổi đi nhập viện. Rất là tồi thưa quý vị, 22 tuổi đi đánh một người phụ nữ 33 tuổi. Trong khi đó Đà Nẵng có rất nhiều cái bọn tàu cộng nó qua nó ngang ngược, không một thanh niên Đà Nẵng nào dám đụng tới một cọng lông chân của nó, đi đánh một người phụ nữ, người đồng hương của mình phải vô nhập viện. Nhưng mà cái người này đánh rồi xưng á, mình là cháu lãnh đạo công an thành phố Đà Nẵng. Mà cuối cùng thì người ta nói là không phải xưng là xưng bừa thôi, nhưng mà cuối cùng là cũng là cháu của công an của quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng. Và khi đánh như vậy thì xe công an tới hộ tống đưa người này về. Và người này là con của một ông đại, ông của một ông sĩ quan bên quân đội. Ông Nguyễn Hữu Chỉnh là cha của Nguyễn Trần Vĩnh Khang. Ổng tức là đại tá. Bố đó là đại tá. Đại tá quân đội. Ổng mới đứng, ổng xin lỗi. Thay con xin lỗi vụ đánh người trong quán bánh xèo. Con không có bị cái gì không? Ta phải xin lỗi thay con. Bắt con phải ra xin lỗi chứ. Ta không, nhưng mà cái chỗ mấu chốt chỗ này giống như là mũi dài thì lái chịu đòn. Nhưng mà ông xin lỗi là ông xin lỗi cái ông Trần Mưu công an á. Chứ ông không phải xin lỗi người bị đánh. Thế thì những người bạn đọc người ta không nói, ủa? Tại sao không xin lỗi cái người nạn nhân mà đi xin lỗi cái ông công an? Mà ông tiếng đại khái là để vì cái con ông mà ông... Con ông nó nhận bừa nó là cháu của ông Trần Mưu, cho nên là xin lỗi ông Trần Mưu. Trong khi người kia thì đi nằm bệnh viện. Mà ông chính đã gửi lời xin lỗi đến đại tá Trần Mưu, còn không có một lời nào xin lỗi nạn nhân cả. Thì thưa quý vị, chúng tôi xin có một vấn đề cũng có liên quan tới Đà Nẵng là như thế này. Anh biết bây giờ trong nước người ta gọi Trường Giang và Trấn Thành là danh hài. Và hai người đó chúng tôi thấy là hình như người ta được cái quyền là muốn nói gì nói trên sân khấu. Muốn nói cái gì thì nói. Cho nên bây giờ mà cái lối diễn của Việt Nam bây giờ chúng tôi không hiểu là mỗi lần lên sân khấu người ta hay chửi. Chửi dữ lắm. Nếu từng nghe Hoài Linh diễn chung với Trường Giang chửi rất là dữ. Và nếu mà trong trường hợp này đó, thì tôi đề nghị Trường Giang phải nhập một cái vai trong một cái vở kịch nào đó để diễn cái vấn đề này. Diễn cái tuồng này. Bây giờ chúng tôi xin mượn theo phong cách của người ta gọi là danh hài đó nha. Là hay chửi đó, xin lỗi quý vị đó. Xin lỗi cái bà nội mới chứ xin lỗi.
con mới đánh họ mà mới không xin lỗi họ, mới đi xin lỗi thằng đỡ tá công an cái đồ chết bàm, xin lỗi cái bà nội mấy cái đồ quỷ sứ. Hai chữ vậy là thường thường tôi thấy xem kịch chữ nặng lắm anh, nặng hơn nữa kìa, nhưng mà tôi không dám, nhưng mà thường là hay mang ông nội bà nội ra. Thì cái ông này nói tổ cha mày xin lỗi cái bà nội mày chứ con mày đánh họ mày đi xin lỗi thằng công an cái đồ tổ lô. Trường Giang lại dùng cái chữ đó, cái đồ tổ lô, cái đồ chết bàm. Báo dân trí, thầy giáo bị tố đấm vào mặt học sinh lớp 1. Trời ơi. Ông nói rằng tôi vô tình quẹt tay vào mũi cháu. Lớp 1. Trời, tôi tưởng là lớp 11. Lớp 1. Mà đấm vào mặt học sinh lớp 1. Giống người nói là tôi vô tình quẹt tay vào mũi cháu. Ôi giời. Tội nghiệp của ông thầy giáo này quá. Thì ở Việt Nam bây giờ ví dụ như là công an mà người ta tố là đá vào mặt. Thì nó vô tình là tại người ta té cái mặt ta đập vào chân công an. Ở Việt Nam bây giờ nó có những cái chuyện nó hay lắm, nó khác thường. Vô tình thôi anh hả? Vô tình thôi. Mà nó muốn đọc tôi thực sự đọc những bài báo này mình cũng đọc thêm, tại vì thấy nó sao thì đó, xã hội vì nó xuống cấp. Lúc nãy Hoàng Tuấn thưa với anh là chúng ta chỉ đọc cái tựa của bài báo, chúng ta thấy cả bản chất của sự việc, của vấn đề rồi. Và thưa quý vị, ở trên YouTube hay là trên các trang mạng internet, những người mà gọi là chống phản động đó, những người cứ bảo rằng là bọn lưu vong phản động cứ ở nước ngoài nói xấu, có giỏi thì về nước đóng góp để cùng nhau xây dựng đất nước. Không có cho đóng góp. Không, thì thưa với anh là nếu mà một đất nước mà tốt đẹp, những người đi ra hải ngoại, người ta sống, người ta làm ăn thành công, người ta quay về, người ta xây dựng đất nước, cái chuyện nó quá tốt. Thực sự, trong thực tế thưa anh, tôi thưa quý vị là có bao nhiêu người cũng nghĩ như vậy, có cái tấm lòng như vậy, thực sự là như vậy. Họ muốn đem tất cả cái sự nghiệp, tâm huyết của họ về xây dựng đất nước. Cuối cùng thưa quý vị, sau 1-2 năm họ thất thểu ra đi, thưa quý vị. Thì nếu mà trong thực sự đó, nhà cầm quyền người ta lo xây dựng đất nước mà người ta thiếu thốn thì dĩ nhiên người ta giúp để xây dựng đất nước. Còn cái này nó phá, ở trong nước thì nó phá. Và thưa quý vị, nó ăn một cái chúng tôi không biết, nó ăn chặn một cách rất là tồi tệ. Thì chúng tôi xin đơn cử một cái này là báo Quảng Bình đấy nha, chứ không phải là báo Quảng Bình nói về chuyện của Quảng Bình. Thì chúng tôi xin nhắn với những người mà cứ bảo rằng là có giỏi thì về đi, thì chung tay xây dựng đất nước, chung với ai để xây dựng đất nước. Cái vụ mà cá chết ở biển miền Trung đó, bây giờ nó vẫn còn cái nỗi đau của người dân miền Trung, vẫn còn khốn khổ. Và cái tiền hỗ trợ cho dân những tỉnh miền Trung và cái vụ mà nhà máy Formosa đó, thì quý vị có thể tưởng tượng không, Quảng Bình xã dùng tiền hỗ trợ của Formosa để đi du lịch, dùng 100 triệu tiền hỗ trợ cho công tác kiểm điểm rồi thống kê sự cố Formosa cho hội đồng và cán bộ nông thôn ủy ban nhân dân xã nhận về, nhưng không chi trả đầy đủ cho các thôn, ủy ban nhân dân xã giữ là một phần lớn số tiền để đi du lịch, may quần áo, trang trí và sửa máy móc trong ủy ban. Thưa quý vị, không có cái lũ nào nó khốn nạn như cái lũ này. Chúng tôi xin lỗi quý vị, hồi trước đến giờ chúng tôi chưa bao giờ dùng những cái chữ trong chương trình, nhưng mà hôm nay chúng tôi bắt buộc phải nói như vậy. Người dân ở các tỉnh miền Trung người ta đã bị khốn khổ như vậy rồi, mình là cán bộ mình không giúp được thì đó là mình đã thấy xấu hổ rồi. Mà bây giờ cái số tiền này dùng để mà hỗ trợ cho những người mà bị những người nạn nhân để mà lo những công việc, thì bây giờ dùng tiền để làm gì? Để đi du lịch, may quần áo, trang trí và sửa máy móc trong ủy ban. Thưa quý vị, báo Quảng Bình viết cho người Quảng Bình chứ không phải là chúng tôi tự đặt ra. Thì quý vị thử hỏi rằng là chung tay xây dựng đất nước với ai? những cái bọn như thế này sâu dân mọt nước, và xin lỗi quý vị, nó khốn nạn trên cả những kẻ khốn nạn, thì làm sao mà hợp tác và làm ăn được. Rồi quý vị nào mà còn muốn biết cái tình trạng xã hội Việt Nam như thế nào thì hãy đọc báo Dân Trí. Đặc biệt chúng tôi có một cái bài nườm nượp cảnh kẹt tiền đưa nhận tại hải quan Hải Phòng. Một container hàng từ lúc cập cảng Hải Phòng cho đến khi đủ điều kiện để thông qua phải qua bao nhiêu công đoạn? Dấu hỏi. Mỗi công đoạn cần lót tay bao nhiêu thì mới toại lòng nhau? Những tháng ngày tất tả học việc cho một công ty chuyên cung ứng dịch vụ xuất nhập khẩu, nhóm phóng viên báo Lao Động đã tận thấy tất cả, thưa quý vị. Kèm theo là những cái bài báo như là lãnh đạo hải quan nói rằng có một nhóm anh em trong ngành không chịu tu dưỡng đạo đức. Đấy. Rồi bài báo khác liên quan tới đề tài này, Bộ Tài chính cho biết là vụ 213 container mất tích
kỷ luật nặng 29 cán bộ hải quan, quý vị, container chắc nó bằng cỡ bằng cái đồng hồ mình anh Hương Tuấn hả? Hay bằng con mouse của anh đấy? Cái chắc nó bằng con chuột. Chuột đây. Mà nó mất một cái container, hay mất, mà phải mất một cái 213 cái container. Cái này tôi nghĩ là David Copperfield cũng thua. David Copperfield là ảo thuật là biến mất cái tòa nhà, biến mất chiếc máy bay. Cái này 200 mười mấy container, bảo đảm là David Copperfield. Cái tài năng, cái kỹ thuật của David Copperfield là đồ bỏ. Đồ bỏ mà không thích chỉ có Việt Nam. Đây là những thành tích nổi bật trên toàn thế giới. Có một con đất nước nào có thể nổi đất nước của chúng ta. Và đấy là dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chào tạm biệt quý vị.